อันนี้siêu to khổng lồ. Đây, giờ đây, siêu to khổng lồ này. Đây 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 đây. Cá mát đây mọi người, đó con này là con rất to này. Đây. Đây này, toàn cá mát đầy giỏ luôn mọi người ạ. Vừa mới lăn chưa được 45 phút mới nhỉ, chưa được 1 tiếng thôi nhá. Đây, toàn cá mát to này, vừa mới lăn tí luôn này. Cá mát to nhiều lắm mọi người. Nó số mẹ cuồng à. Sản phẩm trải nghiệm của anh em này. Ăn thôi nhỉ, căng củ mo đi đi. Thử săn bắt cá mát. Đây, cho một con đưa lên bắt đầu bỏ vào rổ. Đấy. Thử săn cá mát. Đang còn một thử phía trên nha mọi người nha, đó, một người đang còn săn phía trên. Và một người bên này nữa. Ba người đang săn cá mát đây. Rồi đây nước chảy xiết quá. Nước chảy xiết. Đặc tính của cá này là ở những nơi nước chảy xiết. Bây giờ là một con đây này. Chuẩn bị một con tiếp theo. Đây, tươi, đây. Đó, bắt đầu con tiếp theo bò vào rổ này. Mọi người thấy săn cá mát có vui không? Chỉ cần là sử dụng ánh đèn pin là xuống dưới nước là bấm đèn pin là thấy cá là nó im rồi sau người ta bắn thôi.
to khổng lồ. Đây, giờ đây, giờ đây, siêu to khổng lồ này. Đây, 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 đây. Cá mát đây mọi người, đó, con này là con rất to này. Đây. Bò vào giò này. Thử săn cá mát. Đấy. Đây là thử săn cá mát trong nhóm anh em của chúng tôi nha. Đây, con tiếp theo này mọi người thấy mà, đây cá mát rồi này. Đó. Dùng cái súng này bây giờ kéo lên sau là lăn xuống dưới nước thay cá là cứ bắn thôi. Con tiếp theo mọi người có thấy xuống là bắt liên tục, bắn liên tục, hai ba con liên tục. Cái giờ tầm chập tối này là giờ cá mát ra ăn nha mọi người nha. Cho nên là lần cái giờ này là rất nhiều cá. Thường thường cá mát là đặc tính của nó ăn lúc chập tối và lúc sáng sớm. Đây, con tiếp theo. Đây, mọi người thấy chưa? Rồi, bỏ vào giò liên tục. Trượt mất con. Đây, con tiếp theo này. Đây. Đây, mọi người thấy chưa? Hành trình săn cá mát rất thú vị. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ nhóm anh em chúng tôi nhé. Đây, con tiếp theo để mọi người thấy chưa? Cá mát rất nhiều. Nhóm chúng tôi đang còn một thử đang ở phía trên mọi người. Đang còn lặn phía trên đó. Còn đây còn một thử lặn thế này, đang chuẩn bị lặn thế này. Cá mát chính hiệu. Đây, tiếp theo con này con đi bò vào sổ. Đây, rất nhiều cá ấy. Con to con nhỏ có hết mọi người ạ. Đây còn thử đây nữa.
Đây nha, đây là siêu phẩm cả mát nha. Thằng em vừa mới ở dưới sông lên lặn bắn và chài, dùng chài để chài, còn lưới thì anh em thả bồi chiều tối này, sáng mai khoảng cái tầm 10 giờ đêm anh em sẽ thu một đợt hai. Còn đợt hai thì sáng mai anh em mới thu. Đây này, toàn cả mát đầy rổ luôn mọi người ạ. Vừa mới lặn chưa được 45 phút thôi nhỉ, chưa được 1 tiếng thôi nhỉ. Đây, toàn cả mát to này, vừa mới lặn tí luôn này. Cả mát to nhiều lắm mọi người. Rất nhiều cả mát, toàn loài to 2-3 ngón tay hết. Bây giờ cái số cá mát này là anh em sẽ lấy một ít để nấu bữa tối, ba anh em sẽ lấy một ít để nấu bữa tối, còn số còn lại thì để sáng mai là anh em sẽ thu lưới và cùng với cái số đó để phân phối cho khách hàng. Đây là siêu phẩm cá mát làm ống nứa. Thằng em đang dùng cá mát để đưa vào ống để làm. Tức là lấy cái ống này vào trong bếp lửa để làm. Bỏ một ít gừng với lại các gia vị, muối, mì chính, ớt cay. Sau đó đưa vào trong cái bếp này. Đưa vào trong cái bếp này để làm. Này này. Bếp lửa, nồi cơm thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn số cá mát này thì anh em lấy một phần để nấu bữa tối hôm nay. Đây là thằng em gọi là sát thủ cá mát, vừa mới ở dưới sông lên. Anh em phố núi. Vừa mới ở dưới sông lên khoảng cỡ 45 phút thôi, nhưng mà đầy rổ luôn. Đây là thằng em đang chuẩn bị làm bếp. Một số là anh em sẽ nướng để làm nhâm nhi khoảng 2-3 chén rượu để cho buổi tối này anh em đỡ lạnh đi, giữ ấm cơ thể. Còn một phần là anh em sẽ dùng ống nứa để làm nha. Đi lên đây. Rồi, đây là thằng em đang đưa cá vào, rất cá mát rất to, cất vào để sáng mai là anh em sẽ thu lưới. Và buổi tối này sẽ thu một lần một. Còn đây là số cá mát này là anh em đi thả lưới với lại bắn thôi nha. Dùng cái làm súng bắn cá thôi nha. Cất để sáng mai anh em sẽ thu lưới để gom lại để phân phối cho khách hàng. Còn đây là số cá mát mà đầu bếp Hà Hằng đang vào, đang thực hiện. Cá mát nướng và cá mát làm ống nứa. Anh trai phố núi nha. Anh em phố núi. Cá mát làm ống nứa. Và cá mát nướng đang bỏ gia vị. Nhìn rất tuyệt vời mọi người. Đang bỏ gia vị để chuẩn bị nướng. Mẹ làm không ngon, con làm mới ngon. Đấy. Anh Hằng đang chuẩn bị nướng cá mát. Nhìn rất ngon mọi người ạ. Còn hai ống bên kia là cá mát làm ống nứa. Làm ống trúc. Xin lỗi, ống lung mọi người ạ. Cá mát bỏ với gừng và muối, mì chính, ớt cay, tiêu để làm với bỏ vào trong cái ống lung ấy. Sau đó sẽ đưa lên hơ trên các bếp để làm. Đây là sản phẩm mọi người nhá. Đấy. Rất tuyệt vời. Siêu phẩm cá mát nướng. Rất là ngon. Ai chưa được thử cá mát thì hãy liên hệ với anh em chúng tôi nha. Ship mồi mặt trần nha.
Đấy. Mùi mì sốt chấm hôm nay hả nghe? Nó tăng ý lạ. Sao đâu? Làm chết rồi. Nó đang còn. Chỉ xịt phải mẹ, nhớp của mồm. Còn đây là mấy ống này là ống nước chè, ống chè xanh. Anh em không có không mang nồi đi theo, chỉ còn mang một nồi thôi. Bây giờ dùng cái ống lùng để làm chè rất thơm mọi người ạ. Ai giờ thử cứ lấy ống nứa hoặc ống lùng non á. Sau bỏ chè vào cái các anh chị là cứ làm đi. Rất tuyệt vời. Cái vị chè nó rất đặc biệt, rất thơm. Ui, phải để láng xăm. Ui, chị đã luôn to. Ui, không ai qua nọ. Cái pin của tôi nhìn điểm này chờ nọ. Siêu phẩm. Được kinh. Tay bắt này bà. Đây là anh em chúng tôi đang ngồi bên bếp lửa. Vừa nấu cơm. Đây là nồi cơm. Còn đây là cá mát nướng nha. Cá mát nướng mọi người. Này, cá mát nướng gần chín rồi. Còn đây là cái ống này là cá mát làm trong ống lùng rất thơm ngon, thơm ngon đặc biệt đấy. Bữa tối của anh em chỉ có vậy thôi, ba anh em chỉ có từng này, còn số cá mát còn lại với lại khoảng cỡ 10 giờ đêm anh em sẽ đi lấy lưới, thăm lưới và bắt một số cá nữa, sau đó là sáng mai anh em mới thu toàn bộ lưới về. Đây là siêu phẩm cá mát nướng này. Cá mát lam ống này. Đây. Rất tuyệt vời mọi người. Cảm ơn mọi người, có thấy ngon không? Tuyệt vời không? Anh em chúc tôi nha. Đây. Đây là cá mát. Đây đang bỏ ống nứa nha. Cá mát làm ống nứa bây giờ bỏ ra. Bỏ ra cái gọi là ta chặt chè một ít cái ống lùng. Một ít cái ống lùng ra. Đây là cá mát. Đấy, đổ nước vào đi. Đổ nước vào đi. Đấy, đây là nước canh này. Mọi người thấy chưa ạ? Rất ngon luôn. Để tôi làm băm nhé. Đây là nước canh cá mát. Rồi cá nướng đưa lại đi. Phải xúc. Giới thiệu mọi người đây là món cá mát làm ống nứa. Đây này, bây giờ là chúng ta là đổ ra cái ống lùng của mấy anh em chúng tôi này. Đây là món cá mát làm ống lùng non mọi người nhé. Bỏ gừng với lại muối mì chính và một ít hạt tiêu rừng ăn mặc khén á. Còn đây là cá nướng. Đây là mấy cái ống này là ống lùng anh em chuẩn bị để làm một cái ly thay cho cái ly để anh em uống một ít rượu để cho giữ ấm cơ thể dưới mùa đông lạnh này. Một khâu này. Rồi. Rót rượu đi. Đây là mì tôm này. Đây, siêu phẩm. Rồi, anh em ơi, rồi vào đây. Chiến. Đây. Sản phẩm trải nghiệm của anh em này. Ăn thua nhiều hơn, căng củ mò đi đi. Đấy, cá đây này mọi người này. Anh em đi thu lưới buổi sáng này. Nhiệt độ xuống vào 14 độ C. Nhiệt độ xuống 14 độ C nhưng mà anh em vẫn ngâm nước. Cái này làm nước giỏi lắm. Cả lại toàn cá mát này. Món thì lắng vào vết.
lành lắm. Anh em phải đốt lửa ở bên bờ sông để khi lên khỏi bờ là anh em phải sưởi ấm ngay. Với thời tiết 13, 14 độ mà đố mọi người mà có thể lặn được, rất ít người mà có thể lặn được như thế này. Bây giờ là đang tác nghiệp ở ngay dưới nước luôn nha. Đó, một hai con rồi. Tầm này là vẫn đạt yêu cầu đó. Đây, cá đây mọi người. Đây. Cá đây. Cá mát này. Mọi người có thể thấy là ở phía trên mặt nước là có những hạt sương rơi buổi sáng sớm. Sương mù. Đây một con này. Đây. Siêu phẩm cá mát này. Lạnh lắm. Một buổi sớm đây là cá này, rất nhiều mọi người. Riêng cái cụm lưới này là khoảng gần 2 cân. Ôi trời, tuyệt vời. Cá nhiều lắm, nhiều cực kỳ luôn. Anh em ơi, cua đá thế. Có cả cua nữa. Hả, hết lưới rồi. Rất nhiều. Sản phẩm rất nhiều. Cá mát. Đây, một túi này luôn. Một túi đây này. Đây, cá biển này. Anh em về đến nhà mới gửi cá ra. Đây, rất nhiều. Thu có cục mít mê. Thu bằng lưới luôn. Toàn cá mát to này. Sản phẩm sau một đêm. Rất nhiều con to. Xíp mẹ, câu mẹ đây luôn. Toàn con cá to mà thôi. Cá mát to này.